tội lắm, cô thấy nhiều người nghèo, mình cũng nghèo khổ. Cô bán đi hơn 30 năm rồi con, lần đầu 500, 300 tô, rồi sau này cái tăng lần lên 1.000, rồi 2.000, là tới bây giờ là 5.000. Ở cái tuổi gần 70, thay vì nghỉ ngơi bên con cháu, nhưng bà Nguyễn Thị Điểu vẫn gắn với công việc mà mình gắn bó suốt hàng chục năm qua. Sáng sớm đi chợ lấy cá về, rồi hầm xương cá, quết chả, nấu nước lèo. Hầu hết các công đoạn đều được chính bà và các thành viên trong gia đình tự tay làm để tiết kiệm được chi phí đầu vào. Mình bán cứ nhờ số nhiều của con ạ. Mình lấy công làm lò. Hơn 30 năm qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, ít khi người ta thấy quán bánh canh nơi góc đường nhỏ này vắng khách. Mỗi ngày, quán của bà Điểu bán được hơn 600 tô, có ngày cao điểm lên đến gần cả nghìn tô. Mặc dù 12 giờ trưa mới mở hàng, song ngày nào quán bánh canh của vợ chồng bà Điểu luôn có khách đợi sẵn. Nhiều thế hệ học trò và nhiều người dân lao động ở Nha Trang đã trở thành khách quen của quán. Có đứa tội lắm, nó đi ăn 5 đứa mà có một đứa nó không có tiền. Cái cô cũng bán, có tuổi sinh viên rồi nó đặt bánh canh là cứu đói hay con. Hồi học sinh đã ăn rồi, hồi còn 2.000 tô ăn rồi mà. Tới giờ làm ngày nào bạn nè. Này bán này vừa ngon mà lấy mà rẻ nữa. Dù chỉ có giá 5.000 đồng, nhưng tô bánh canh bình dân ấy vẫn đủ sức chinh phục các khách hàng. Sợi bún mềm, chả cá viên, chả cá lát thơm dai, hòa lẫn trong nước lèo nóng hổi, có vị ngọt tự nhiên đậm đà từ nước hầm xương cá, thêm một chút chanh ớt, nước mắm ngọt. Nếu thích, thực khách có thể gọi thêm bánh mì để chấm bánh canh hoặc một phần chả chiên với giá cực mềm. Với những người có thu nhập thấp thì đây chính là nơi vừa giúp họ có thể có được bữa ăn ngon, vừa có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu trong cuộc sống. Em thấy với 5.000 với không bây giờ thì thấy rẻ, ngon, nhưng mà là ngon và đậm đà. Chả rất là ngon, dai, chắc phải 3 tô chị. Tiếng lành đồn xa, cái tên bánh canh cứu đói giờ đã được nhiều người biết đến. Giờ đây, quán bánh canh của bà còn thu hút khá nhiều khách du lịch gần xa tìm đến, ăn thử và cảm nhận hương vị đặc trưng của tô bánh canh cứu đói với giá 5.000 đồng. Còn với vợ chồng bà Điểu thì việc duy trì quán bánh canh cứu đói này chính là niềm vui ở tuổi xế chiều. Cô cũng có con dâu, cô cũng truyền người lại cho nó. Thí dụ như mau mốt mà đồ đạc nó tăng lên quá thì mình có lên vài ngàn, còn không thì cứ mình kiếm gạo, kiếm có gạo rồi thôi.